tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay em ghép cái bộ 3 sản phẩm này để gửi cho anh Duy Nghĩa anh em nhé. Anh ở Hà Nam. Thì ở đây có một sản phẩm, đây là một con đẩy 4 kênh của Ashley anh em nhé. Ashley này, mã A41000 này. Đấy, A41000 nhá. 4 kênh. Thì về sử dụng hết 4 kênh này thì anh em sẽ đánh được rất nhiều loa. Ít nhất về tầm 4 quả loa, tầm bát 30 40 nếu chưa đánh hết anh em nhé. Công suất của con này là 1000W một kênh, 1000W một kênh anh em nhé. Nhân 4 kênh. Có đèn màn hình hiển thị ở đây, led này. Tiếp theo là anh ấy thích nghe nhạc cho nên là mình ghép vào đây một cái bộ lọc xì hàng bãi anh em nhé, hàng bãi của Fidex này, FEQ3102B. Một con hàng bãi này, mặt hình thức thì còn đẹp tương đối anh em nhé, vì con này là hàng bãi mà. Và một con vang để cho anh em hát karaoke, đây là con vang cơ, rất là dễ chỉnh, dễ dùng, có thêm tính năng revert ở đây, hát tiếng rất là ngọt. Đấy, với mã là SV20, mời anh em cùng thưởng thức nhé. Con này có đèn led rất là đẹp anh em nhé, led trên núm vặn mà nó nháy theo nhạc cũng rất là đẹp anh em nhé. Đấy, em sẽ mở một chút này, tiếng rất phê anh em nhé. Đối với những cái dòng này thì phối ghép rất là đơn giản anh em nhé, mà tiếng lại rất là hay. Đấy, còn về căn chỉnh EQ thì anh em chỉnh theo cái sở thích nghe nhạc của mình thôi. Đấy, bass trung chép, anh em muốn nghe cái gì nhiều thì mình có thể chỉnh lên. Đây mình đang đánh vào cặp loa CFKB12 hàng nhập khẩu của China anh em nhé. Đây, cặp dưới cùng đây. Đây, xin mời anh em cùng lắng nghe. Em sẽ bật qua quảng cáo đây. Đây, rất là phê luôn. Đây. Lơ 1 2 3 4 5 6 Lơ 1 2 3 4 5